Rồi các bạn, trước mặt chúng ta đây là cái tháp Nghinh Phong nha các bạn. Nó nằm ngay quảng trường Nghinh Phong, nó nằm ngay ngã ba của đường Nguyễn Hữu Thọ với lại đường Độc Lập. Phía xa đó là bãi biển nha các bạn. Rồi, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Thì buổi sáng mình đã quay lại toàn cảnh cái thành phố Tuy Hòa các bạn. Bây giờ tối bắt đầu mình sẽ quay cảnh sinh hoạt tối của người dân thành phố Tuy Hòa nha các bạn. Thì mà hiện tại mình đang đứng tại công viên đây, công viên gọi là công viên Viên Hồng nha các bạn. Bên phía đường bên kia đó là đường Trần Hưng Đạo các bạn. Mình sẽ quay và không chạy nữa, mình sẽ đến tất cả các công viên. Nói chung là nơi mà người dân tối họ sẽ tụ tập đông nhất, coi cái cảnh buổi tối họ sinh hoạt và thưởng thức cái nhạc nước như thế nào nha các bạn. Đây là công viên, tại công viên Viên Hồng nha các bạn. Có bản nhạc nước. Cung cấp miễn phí cho người dân đến thưởng thức. Và kế bên này là có cái phố đi bộ Lê Trung Kiên các bạn. Phố đi bộ Lê Trung Kiên mới được đưa vào khai trương vào ngày 20 tháng 7 năm 2022 này thôi, mới cách có mấy ngày các bạn. Đây là phố đi bộ nha các bạn, phố đi bộ Lê Trung Kiên. Và còn cái phố đi bộ ở bên ngay chỗ đường Lê Dũng, đường gì Độc Lập, Lê Dũng với đường Độc Lập cắt ngang đường đường đó, cũng có một cái phố đi bộ ngay cái phố đi bộ ngay bãi biển các bạn. Đây, lúc này là 7 giờ các bạn, 7 giờ hơn tí xíu. Người dân ra công viên tản bộ hóng mát. Thời tiết nhiệt độ ở mùa hè tại Tuy Hòa Phú Yên rất là nóng, nhưng mà chiều tối bắt đầu nó mát, nó có gió nó mát. Mọi người dân đều đổ ra đường vào các công viên. Mình sẽ quay lại cho các bạn xem nơi mà người dân họ sẽ tụ tập đông nhất ở cái thành phố Tuy Hòa này nha các bạn. Đối bên đây là cái nhà văn hóa gì đây ta, nhà văn hóa Viên Hồng các bạn, nhà văn hóa Viên Hồng, chữ nó niễn khó đọc quá. Kế bên có cái con đường đi bộ Lê Trung Kiên ha, đường này là đường gọi là đường bờ kè các bạn. Chạy thẳng cuối đường này nó song song với lại đường Trần Đạo bên này các bạn, thì cũng ra bờ biển thôi à. Đây, nhạc nước bắt đầu 7 giờ có cái mình quay lại cho các bạn xem chắc được nửa tiếng quá. Đường đi vô nước thấp đi rất là xa vậy đó, và chỉ đi dọc đường nó hơi như vậy mà gió cũng là
zoom lại gần cho các bạn xem nè. Đây, chúng ta rời ra khỏi cái công viên công viên thanh niên nha các bạn. Đây là đường Hùng Vương ha. Buổi tối rất là sáng sủa, đường trục lộ chính đường Hùng Vương của thành phố Tuy Hòa các bạn. Đó, bên phải chúng ta lại là cái công viên này, công viên Tuy Hòa các bạn. Công viên Tuy Hòa ha. Nói chung công viên Tuy Hòa, công viên thanh niên nó sát bên nhau. Chúng ta quẹo vào đường Điện Biên Phủ nè. Đó. Ôm trọn nguyên một cái dòng cung luôn. Đây là công viên Tuy Hòa, đây là đường Điện Biên Phủ. Để chúng ta đi qua bên cái hồ gọi là hồ Hồ Sơn các bạn. Các quán ăn quán nhậu mọc lên cũng như trên Sài Gòn, cũng rầm rộ. Quán này đắt quá, quán này đông quá, quá đông luôn. Buôn bán kinh doanh là thấy mừng rồi. Phòng khám đa khoa. Quán trà sữa.
đồng thời tạo cái mảng cây xanh do thành phố cũng như tỉnh Phú Yên quyết định xây trên ngay giữa lòng trung tâm của thành phố Tuy Hòa luôn, kéo theo hàng loạt các căn nhà mặt tiền ở bên phía bên này. Bên đường này là đường Điện Phủ các bạn, không các quán ăn, quán nhậu, trà sữa, nước giải khát kéo theo, nó kích thích nền kinh tế của thành phố Tuy Hòa đi lên. Một cái quán cao kê các bạn, cao kê khủng hoảng luôn. Đẹp quá trời đẹp, sen tre gì á, sen chờ đó, nhưng mà sao viết thiếu chữ R vậy? Heineken 3. Hôm nay chắc không phải ngày cuối tuần cho nên cái cầu, cái hồ này nó không có mở đèn lên, cho nên nó cũng thấy nó tối tối. Nhưng mà mấy cái đèn mà trang trí trên dãy đi bộ với lại thảm cỏ này nè, trông rất là đẹp các bạn. Chúng ta sẽ ôm trọn một cái công viên, cái khu công viên đây được xem là quả tim, giống như cái tạo đàn ở Sài Gòn đó các bạn. Nếu mà biết cách xây dựng mảng xanh, nó sẽ trở thành lá phổi chính của cái thành phố Tuy Hòa này. Bây giờ nó mới mà mọc lên, đi vào hoạt động mới đây, cho nên cái cây cối nó cũng là mới, chưa thực sự là vững rộng, rất rộng, phải nói là dùng một cái quỹ đất xây cái công viên quá trời rộng. Chúng ta sẽ đi đúng một vòng, ở bên phải chúng ta cái này gọi là hồ điều hòa, hồ Sơn các bạn, hồ điều hòa Hồ Sơn, được thành phố Tuy Hòa quy hoạch. Nó kèm với cái dãy đất bên này là mình sắp sẽ chạy đến cái quỹ đất bên tay phải này nè, nó sẽ xây dựng cái khu dân cư Hồ Sơn các bạn. Hàng loạt các quán nhậu, quán ăn ở kế bên con đường này đây là các bạn. Kế bên này là một cái quỹ đất đã được quy hoạch rồi các bạn, có đường lên, có đường dẫn hết rồi. Còn đây là đường này là đường Trần Phú nha các bạn, như công viên thanh niên với công viên Tuy Hòa và cái hồ điều hòa hồ sơn đó, các bạn được bao bọc bởi ba con đường, đó là con đường Điện Biên Phủ, con đường Trần Phú này nè, và con đường ở đằng trước mặt chúng ta là đường Hùng Vương nha các bạn. Mặt tiền chính của cái công viên thanh niên với công viên Tuy Hòa nó nằm ở trên đường Hùng Vương. Rồi các bạn, trước mặt chúng ta đây là cái tháp Nghinh Phong nha các bạn. Nó nằm ngay quảng trường Nghinh Phong, nó nằm ngay ngã ba của đường Nguyễn Hữu Thọ với lại đường Độc Lập. Phía xa đó là bãi biển nha các bạn. Đây là nơi đang hot nhất của thành phố Tuy Hòa nè các bạn. Đây, biểu tượng mới đó. Đây, biểu tượng tháp Nghinh Phong. Nó lý tưởng từ
gành đá dĩa các bạn. Nó bao gồm hai tháp. Ôi mấy ông trẻ trâu đua xe. À, nó bao gồm hai tháp nha các bạn. Mỗi bên tháp là 50 viên gạch sắp chồng lên nhau. Nó lấy tưởng từ gành đá dĩa đó các bạn, biểu tượng xưa giờ của thành phố Phú Yên, của tỉnh Phú Yên. Đó. Mỗi bên là 50-50, lấy ý tưởng của mẹ Âu Cơ và Lạc Long Quân đó các bạn. Mỗi bên là 50-50 lên rừng, 50 xuống biển. Ở khúc giữa của hai nhánh tháp thì có một cái khoảng trống các bạn. Vừa đủ hai người. Khi bạn đứng vô trong đó thì có thể nghe được tiếng hú, tiếng nói chung là tiếng nhạc, như tiếng nhạc chuông nha các bạn. Đó là do cái sức gió từ biển thổi vào tạo nên một cái tiếng nhạc như là nhạc chuông gió vậy đó các bạn. Và buổi tối đèn rất là đẹp ha, hệ thống đèn 3D luôn các bạn. Và nơi đây là người dân cũng như khách du lịch đổ về đây rất là đông các bạn, bởi vì đây là biểu tượng mới của thành phố Tuy Hòa mà. À, các bạn đứng, các bạn thấy khung cảnh có đẹp hay không? Đứng lại gần quay thì nó không đủ hết cái tháp các bạn. Tháp cao 35 mét nha các bạn. Tháp có độ cao khoảng 35 mét. Khách có thể gửi xe Honda bên đây. Xe hơi thì để ở dưới đây, có len để rất là ngăn nắp. Và hệ thống bảo vệ, cách anh bảo vệ dân phố, dân phòng đứng đầy ở khu dưới đây luôn các bạn. Xe Honda mình chạy vô đứng đó là không có được, phải vào trong cái khu này để vô đàng hoàng rồi đi bộ lên lại đó. Thì bạn chụp hình thì nó ánh đèn một chút nào đó thôi, nhưng mà phải đứng xa vậy nè thì bạn mới thấy hết cái vẻ đẹp của nó nhờ vào ánh sáng 3D các bạn. Và đây trước mặt chúng ta là công viên 1 tháng 4 các bạn. Nhìn trực tiếp thẳng qua bên kia đó là đường Độc Lộc và bãi biển nha các bạn. Chúng ta đang đứng đây, đường này là đường Lê Duẩn nha các bạn. Đường Lê Duẩn thì chạy về hướng Bắc. Và ngay góc ngay bên này nè, ngay góc ngay đó là cái quán Bà Tám, chuyên bán cái món mắt cá ngừ các bạn. Công viên 1 tháng 4 quá trời là rộng. Công viên 1 tháng 4 này là chuyên về cho trẻ em các bạn. Nít là nhiều, buổi tối thì ra đây được các bạn, còn buổi trưa nắng. Nói chung hệ thống công viên của thành phố Tuy Hòa là mới hình thành và phát triển cho nên nó còn rất là mới mẻ, cây cối nó còn chưa có to lớn cho nên buổi trưa ra đây là nó nắng lắm. Giống như cái xây, giống như cái công viên Bạch Đằng tại Sài Gòn đó thôi bạn. Thay buổi trưa nhìn trống trơn trống quắt, nắng ai mà ra nổi, thì đây cũng vậy các bạn. Còn nắng ở ngoài đây thì thôi, nắng bể đầu luôn. Nhưng mà buổi tối thì có gió mát lắm các bạn, cực kỳ luôn. Hầu hết ở đây thì gia đình cho con cái ra chơi cái công viên này, công viên như công viên thiếu nhi, thế đặt tên công viên thiếu nhi thì đúng hơn. Đấy, còn cái công viên ở ngay chỗ thanh niên với công viên Tuy Hòa các bạn, hoặc là cái hồ điều khí Hồ Sơn các bạn, thì chỗ đó cho giới trẻ thì người lớn tuổi thì được.
công viên khá là rộng, quá trời quá đất. Rồi, tổng quan lại buổi sáng mình đã quay toàn thể cái thành phố Tuy Hòa vào ban ngày, thì mình chạy dọc đường bằng xe gắn máy, còn buổi tối thì mình chỉ quay ở những điểm mà người dân hoặc là khách du lịch đến và họ tập trung nhiều nhất ở khu vực đó, thì bao gồm cái công viên Duyên Hồng, công viên Thanh Niên, công viên Tuy Hòa và công viên này là công viên 1 tháng 4 các bạn. Và hồi nãy là cái tháp Nghinh Phong, đặc biệt là cái tháp Nghinh Phong đó các bạn, nơi buổi tối tập trung rất là đông khách du lịch cũng như người dân ra ngoài đó chụp hình và đứng hóng gió biển, chỗ đó thì rất là tuyệt vời. Và chỗ đó cũng là một điểm nhấn, điểm mạnh của thành phố Tuy Hòa. Họ muốn phát triển, đó là biểu tượng mới của thành phố Tuy Hòa. Rồi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Và chào tất cả các bạn, hẹn các bạn ở các video, ở những chặng đường kế tiếp.